Ngày 18 tháng 10, Tổ chức Giám sát Nhân quyền vừa ra thông cáo báo chí lên án Việt Nam đàn áp tự do tôn giáo. Bản thông cáo này nói đến sự việc xảy ra tại tu viện Bát Nhã, tỉnh Lâm Đồng hồi cuối tháng 9 vừa qua, khi hàng trăm tu sinh bị trục xuất khỏi đây. Sự việc này đến nay vẫn còn gây xôn xao dư luận trong ngoài nước. Việt Hà tìm hiểu và tường trình. Bản thông cáo mới đây của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho rằng, vụ trục xuất hơn 300 tu sĩ khỏi tu viện Bát Nhã, tỉnh Lâm Đồng hồi cuối tháng 9 vừa qua là một dấu nhấn cho hành động đàn áp tôn giáo của chính phủ Việt Nam. Lên tiếng với Đài Á Châu Tự Do về vấn đề này, bà Sophie Richardson, Giám đốc Nhân quyền châu Á, nói, Well, we've been concerned for quite some time about the state of religious freedom in Vietnam as the government continues to... Chúng tôi đã quan ngại về vấn đề tự do tôn giáo của Việt Nam khi chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục hạn chế hoạt động của các giáo phái không đăng ký hoặc tìm cách ngăn cản không cho tín đồ được thực hành tín ngưỡng. Chúng tôi đặc biệt lo lắng về vụ tấn công vào tu viện Bát Nhã, nơi hàng chục tu sinh bị trục xuất khỏi đây và phải tìm nơi trú ẩn ở một tu viện khác cách xa khoảng 16 km. Chúng tôi nhìn thấy ở đây là một vụ tấn công nghiêm trọng đặc biệt vào một nhà lãnh đạo tôn giáo nổi tiếng, là thiền sư Thích Nhất Hạnh, người đã được nhà nước Việt Nam chào đón trở về thăm vài năm trước. Vì thế chúng tôi xác nhận đây là một bước lùi thực sự ở Việt Nam. Tu viện Bát Nhã được thành lập năm 1995 bởi Thượng tọa Thích Đức Nghi. Năm 2007, ông đồng ý cho thiền sư Thích Nhất Hạnh và tăng thân Làng Mai tại Pháp xây dựng nơi này thành một trung tâm tu học Phật giáo theo pháp môn Làng Mai. Tu viện này có khoảng 400 thầy, sư cô và tăng sinh tu học. Vào tháng 6 năm nay, điện và nước của tu viện này bị cắt, sau khi Thượng tọa Thích Đức Nghi không bảo lãnh cho các tăng sinh và tu sĩ lưu trú, tu học tại tu viện nữa. Người từ bên ngoài đến chửi bới, dọa nạt và lấy thức ăn đồ dùng của họ. Đỉnh điểm của vụ xung đột là vào hồi cuối tháng 9, khi một nhóm đông người bao gồm côn đồ và công an mặc thường phục đến đập phá đồ đạc, đánh đập các tu sinh, đuổi họ ra ngoài. Cũng theo báo cáo này của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, thì có 2 tu sĩ là thầy pháp hội và pháp sĩ bị công an bắt giữ và đến bây giờ vẫn chưa biết tung tích ở đâu. Hơn 200 tăng sinh, trong đó hơn một nửa là ni cô, những người tu theo pháp môn Làng Mai của thiền sư Thích Nhất Hạnh, đã phải chạy khỏi tu viện và đến lánh nạn tạm thời tại một tu viện gần đó là tu viện Phước Huệ. Một trong những cách giải thích nguyên do sâu xa của vụ đàn áp tại tu viện Bát Nhã được cho là bắt nguồn từ những đề xuất của thiền sư Thích Nhất Hạnh với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trong chuyến thăm gần nhất về Việt Nam của phái đoàn tăng thân Làng Mai hồi năm 2007. Theo đó, thiền sư Thích Nhất Hạnh đề nghị 10 điểm cải cách tôn giáo, trong đó có những đề nghị quan trọng như chấm dứt toàn bộ việc theo dõi các hoạt động tôn giáo, giải tán ban tôn giáo chính phủ mà trước tiên là công an tôn giáo, cho phép tất cả các tổ chức tôn giáo được hoạt động tự do theo khuôn khổ luật pháp và như mọi tổ chức xã hội, văn hóa và công nghiệp khác. Cũng có người nói rằng việc thiền sư Thích Nhất Hạnh công khai ủng hộ Đức Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng khiến Trung Quốc tạo sức ép lên Hà Nội cũng được cho là có liên quan đến chuyện ở tu viện Bát Nhã. Trong buổi họp báo ngày 8 tháng 10 vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga đã phủ nhận mọi tin tức liên quan đến tu viện Bát Nhã. Bà khẳng định rằng không có cái gọi là Việt Nam ép 400 người tu theo pháp môn Làng Mai phải rời khỏi tu viện Bát Nhã, và thông tin đã xảy ra đụng độ giữa các sư thầy, sư cô tại tu viện Bát Nhã và chính quyền là một số người bị thương và bị bắt là hoàn toàn sai sự thật. Bà Nga nói rằng những tu sĩ theo pháp môn Làng Mai đã tổ chức khóa tu tại chùa Bát Nhã mà không xin phép Giáo hội Phật giáo Việt Nam và cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Số người tới tu cũng không đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật, rằng việc làm này là vi phạm quy định về thủ tục hành chánh của Việt Nam, vi phạm giới luật hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cũng theo bà Sophie Richardson của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền gọi tắt là HRW, thì chính phủ Việt Nam luôn có thái độ thù nghịch đối với tất cả các tổ chức hoạt động độc lập không thuộc chính phủ. HRW có những bằng chứng cho thấy Việt Nam sau khi được gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới và được Hoa Kỳ bỏ tên ra khỏi danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt, thì liền có những hành động đàn áp tự do tôn giáo, nhân quyền rõ rệt, và đây là những bước thụt lùi của Việt Nam. Khi được hỏi, vậy cộng đồng quốc tế cần phải làm gì để tạo sức ép lên chính quyền Việt Nam, buộc họ phải tôn trọng nhân quyền và tự do tôn giáo, bà Sophie Richardson cho biết. One thing that needs to happen is for Một điều cần phải làm là các nhà tài trợ cho Việt Nam và các thành viên của Hội đồng Bảo an nơi Việt Nam cũng là một thành viên không thường trực, cần chỉ ra cho Việt Nam thấy là họ cần phải coi trọng cộng đồng quốc tế, cần phải tôn trọng các nghĩa vụ của mình, không chỉ các nghĩa vụ mà họ cho rằng họ có thể giữ được mà thôi. Sự việc Bát Nhã cho thấy chính phủ Mỹ đã sai khi không để Việt Nam trở lại danh sách cần quan tâm đặc biệt, bởi vì danh sách này là dành cho các nước có các vấn đề đàn áp tự do tôn giáo nghiêm trọng. Nếu chính phủ Mỹ không thể để Việt Nam lại vào danh sách này, thì điều đó cho thấy rằng việc bị đưa vào danh sách CPC rốt cuộc chẳng có ý nghĩa gì hết. Tuy nhiên, bà Sophie Richardson cũng thừa nhận rằng mặc dù cộng đồng quốc tế nói chung, Hoa Kỳ nói riêng, có các biện pháp nhất định để tạo sức ép lên Việt Nam, nhưng để có được nhân quyền và tự do tôn giáo thực sự tại Việt Nam thì cần đòi hỏi một cuộc đấu tranh lâu dài.